Ngọc Trinh khoe giọng hát live đọ sắc Minh Hằng qua cam thường. Ngọc Trinh Minh Hằng là một trong những cặp chị em thân thiết của showbiz Việt. Ngoài những sự hợp tác trong công việc, ngoài đời cả hai thường đi chơi, tụ họp với nhau. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ một clip hội ngộ bạn bè, trong đó có sự xuất hiện của cặp chị em xinh đẹp này. Cả hai cùng hát hò vui vẻ, đặc biệt là khoe visual đỉnh qua camera thường. Xuất hiện trong clip của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Ngọc Trinh tự tin khoe giọng hát live chuẩn karaoke của mình. Ngoài ra, nữ diễn viên Minh Hằng ngồi bên cạnh vỗ tay, cổ vũ nhiệt tình. Cả hai đều rất vui vẻ, nói cười thân thiết với nhau. Đặc biệt là dù chung khung hình camera thường, nhưng cả hai đều xinh đẹp, không ai lấn át ai. Outfit hai sao nữ diện cũng rất đồng điệu. Ngọc Trinh Minh Hằng thân thiết với nhau sau dự án phim Chị Em 2. Tại buổi quay phim Chị Em 2 vào tháng 6 vừa qua, cũng trùng hợp là ngày sinh nhật của Minh Hằng. Ngọc Trinh gây chú ý khi chơi lớn tặng bạn diễn một chiếc túi hiệu ngay trong ngày đầu bấm máy. Nhận quà từ đồng nghiệp, Minh Hằng tỏ ra bất ngờ phấn khích. Được biết chiếc túi này trị giá hơn 90 triệu đồng. Đây cũng là mẫu túi thuộc top 5 được yêu thích nhất mùa xuân hè 2022. Nữ hoàng nội y còn cho biết cô đã mua hai cái giống nhau để hai chị em mang cặp.